chuyện ly kỳ vì nó được cho là đã nuốt đi sinh mạng bao nhiêu người. Tìm đến xã Tượng Lính, chúng tôi thực sự bất ngờ về việc được rằng vực không đáy là hoàn toàn có thật. Nhưng những câu chuyện về vực này liệu có đúng như người ta truyền miệng? Nằm ngay trước mặt khu vực đền Đức Thánh Tiên Ông, sát dưới chân một ngọn núi lớn, vực không đáy chính là một trong hồ nước rộng mênh mang. Ở bờ vực là con đê nhỏ, đường độc đạo của hai thôn Cù Đê và thôn Quang Thừa. Phong cảnh nơi đây rất hữu tình, có sơn có thủy đẹp tựa trong tranh. Thế nhưng những câu chuyện kỳ bí được truyền miệng của những người dân nơi đây về chiếc vực sâu tới tận địa ngục và nó sẽ nuốt nếu ai dám đến gần khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn và suy nghĩ. Để được giải đáp những thắc mắc, chúng tôi tìm đến cụ ông Trần Văn Mão, 80 tuổi, thủ từ đền Đức Thánh Tiên Ông. Cụ Mão cũng là người gốc gác trong làng, nên cụ am hiểu rất rõ những câu chuyện được cha ông xưa kể về nguồn gốc của vực không đáy. Theo cụ Mão, cách đây cũng hàng trăm năm, người dân nơi đây xây chiếc đền này. Sau khi đền được xây dựng, người ta đào ở phía trước mặt một cái giếng con. Sau nhiều lần trận lũ đê bị vỡ, nước ở phía xã Tượng Lĩnh bên trên một theo một cái cống gọi là cống Phùng đổ thẳng nước về đây. Nó tạo thành một cái xoáy sâu, hút toàn bộ cát xuống đáy tạo thành một vực nước chảy. Trải qua rất nhiều năm, người ta khai thác cát dưới hồ để xây nhà cửa, hồ nước trở thành một cái vực sâu. Nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù được khai thác rất nhiều lần với số lượng lớn, nhưng không hiểu tại sao cát ở dưới lòng vực lại nhiều đến vậy. Có đến khi lên hàng trăm vạn mét khối, nhưng giờ cát hết, vực trở thành một cái hồ chứa nước cho bãi Phù Đê và Quang Thừa. Có nhiều lần người ta tổ chức bơm nước dưới vực để khai thác cát, hàng chục máy bơm công suất lớn, hoạt động cả ngày và đêm, hàng chục ngày cũng không thể hút hết nước ở dưới vực sâu. Thậm chí, mực nước ở trong khu vực chẳng suy chuyển chút nào. Theo cụ Mão, lần cuối cùng người ta bơm nước trong vực là vào những năm 1959 đến năm 1963. Nhưng sau những lần bơm nước không thành công, chẳng còn ai nghĩ đến việc này nữa. Cụ Mão cho rằng chắc chắn ở vực có đáy, chỉ là do quá sâu nên không thể nào đo đạc được mà thôi. Được biết ở thời Pháp thuộc đã có rất nhiều ngựa cuộc khảo sát ở khu vực này nhằm san núi để lấp vực với ý đồ làm sân bay. Thế nhưng vì vực quá sâu, hơn nữa dòng nước trong vực có cũng bơm cũng không bao giờ cạn, nên ý định bất thành. Sau lần ấy, tin đồn về vực sâu không đáy ngày càng được lan truyền rộng rãi. Những câu chuyện kỳ bí xung quanh ngôi đền và vực nước sâu ngày càng được đồn thổi nhiều hơn. Đặc biệt là ở vực nước sâu rất nhiều cá. Thời kỳ trước, ở đây là nguồn cung cấp cá làm thức ăn cho toàn bộ vùng Tượng Lĩnh. Theo lời cụ Trần Văn Bản, 75 tuổi, người dân trong thôn Phù Đê, thì những ngày mát trời, cá nổi lên trắng xóa cả mặt hồ. Những người cao tuổi trong làng cho rằng nước từ vực không đáy là do nguồn nước ngầm từ những ngọn núi ở chùa Hương chảy ra. Vì vậy nên không bao giờ có chuyện nước bị tát hết hoặc bị cạn đi. Cũng chính vì lý do đó, những năm xã Tượng Lĩnh bị hạn hán thì chính nguồn nước từ vực không đáy cũng đã cung cấp nước cho toàn bộ ruộng đồng của những người dân nơi đây. Số điếc được cái gì?